Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cây đèn của IKEA tên là Hecta. Mình phải mua thêm một cái bóng riêng. Cây đèn này dùng để trên bàn làm việc. Bây giờ mình sẽ mở cái đèn này ra cho các bạn coi nhé. Rất là đẹp. Thường đồ của IKEA thì mình mua về sau đó mình sẽ phải gắn lại, nhưng mà xong với cái đèn này họ gắn sẵn cho mình rồi, nên là chắc là chỉ có gắn bóng vô và cắm dây điện là xong. Ở trong cái cuốn hướng dẫn này cũng vậy, chỉ có một bước duy nhất là gắn bóng thôi. Lần đầu tiên mình mua đồ sản phẩm của IKEA mình không cần gắn lại. Cái đèn này khá là đặc biệt, ngoài việc nó là một cái đèn làm việc thông thường, nó còn một cái cục sạc wireless có thể sạc cho iPhone 8 người khác được, hoặc Galaxy S6. Rồi phía bên này nó có một cái cổng USB, cùng một lúc mình có thể sạc được hai iPhone, hai điện thoại, một cái xài wireless, sạc không dây, một cái xài bằng cổng USB. Rất là đẹp, được đóng hộp và rất đẹp. Mọi thứ đã được gắn sẵn, không cần làm gì hết. Ở đây họ cũng có recommend mình dùng cái đèn có hiệu là E14. Như vậy cái này mình phải mua là E14. Thank you.
sạch vấn đề. Ok. Phía trên này nó có một cái nút công tắc để tắt mở. Rất là đẹp. Giờ mình sẽ thử sạc iPhone bằng dây USB.